Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 69 ở trong quyển bài tập toán 2 bộ sách Cánh Diều. Bài tập số 1, xem tờ lịch tháng 10 và yêu cầu các em điền vào chỗ chấm. Các em quan sát, chúng ta thấy tháng 10 có 31 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày 31. Vậy câu A, tháng 10 có 31 ngày. Câu B, ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? Các em tìm đến ngày 20 của tháng 10. 20 của tháng 10, các em gióng lên, nó chính là thứ 5. Như vậy, các em sẽ điền vào đây cho cô, ngày 20 tháng 10 là thứ 5. Tiếp tục, đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong tờ lịch bên theo mẫu. Người ta có mẫu cho các em ở đây. Ví dụ, ngày mùng 3 tháng 10, ngày 3 tháng 10. Viết là ngày 3 tháng 10. Tiếp theo, ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 10. Viết ngày 15 tháng 10. Như vậy là trong các cái ngày người ta đã khoanh ở đây thì người ta đã mẫu cho các em ngày 3 và ngày 15. Tiếp theo chúng ta có ngày 6 tháng 10. Ngày 6 tháng 10. Các em viết là ngày 6 tháng 10. Ngày 15 tháng 10 thì người ta viết rồi. Ngày 19 tháng 10. Ngày 19 tháng 10. Các em viết ngày 19 tháng 10, viết dưới dạng số. Tiếp theo chúng ta có người ta đang khoanh ngày 21 tháng 10. Ngày 21 tháng 10. Viết dưới dạng số ngày 21 tháng 10. Tiếp theo, các em nhìn vào đây, người ta đang khoanh vào ngày 25 tháng 10. Ngày 25 tháng 10. Các em có cách viết đó là ngày 25 tháng 10. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn chuyển tiếp sang bài tập số 2. Có bài tập số 2 như sau. Viết các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 dưới đây. Tháng 6 bắt đầu từ ngày 1, chúng ta sẽ viết tiếp liên tiếp nhau các ngày liên tiếp nhau, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, rồi đến ngày 9, ngày 10, ngày 11, 12, ngày 13, 14, rồi đến 15, 16, 17, rồi đến 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, rồi đến ngày 25, 26 rồi, 27 rồi,
28, 29 rồi đến 30. Như vậy là chúng ta đã viết các ngày còn thiếu của tháng 6. Tháng 6 có 30 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày 30. Nếu bạn nào mà chưa điền xong, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Cô chuyển tiếp sang bài 2B. Có bài 2B như sau. Xem từ lịch ở câu A rồi điền vào chỗ chấm. Chúng ta vừa nói là tháng 6 có 30 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày 30. Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy? Các em tìm đến ngày 1 của tháng 6. Đây, ngày 1, các em gióng lên, nó chính là ngày thứ tư. Như vậy, các em sẽ điền vào ngày 1 tháng 6 là thứ tư. Các ngày thứ 7 trong tháng 6 là những ngày sau. Như vậy, các em sẽ quay lại từ lịch, nhìn vào các ngày thứ 7. Đó là ngày 4, ngày 11, 18 và 25. Đây là các ngày thứ 7. Ngày 4, 11, 18, 25. Như vậy, đó là các ngày này. Ngày 4 này, ngày 11 này, 18 này và 25. Nếu thứ 3 tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ 3 tuần trước là ngày chấm chấm chấm. Thứ 3 tuần sau là ngày chấm chấm chấm. Thứ 3 tuần này, đây, lại quay lại từ lịch đấy. Thứ 3 tuần này là ngày 14 của tháng 6 thì thứ 3 tuần trước là ngày bao nhiêu? Là ngày 7 tháng 6. Đúng chưa? Và thứ 3 của tuần sau đây, chính là ngày 21 tháng 6. Ngày chúng ta đang xét ở đây là ngày 14. Thứ 3 của tuần trước là chúng ta lùi lại một tuần đúng không? Thì là ngày 7 tháng 6. Và thứ 3 tuần sau là ngày 21 tháng 6. Vậy các em điền vào đây. Thứ 3 tuần trước là ngày 7 tháng 6. Thứ 3 tuần sau là ngày 21 tháng 6. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 3. Ta có bài tập số 3 như sau. Xem lịch dự báo thời tiết tháng 7 trả lời câu hỏi. Các em nhìn vào đây là cái dự báo thời tiết. Trong dự báo thời tiết này thì chúng ta có những ngày mưa. Ngày mưa thì nó có 3 cái chấm mưa rơi xuống ở đây. Ngày nắng thì hình ông mặt trời, đúng không nào? Những ngày có mây thì có mây đây, hình đám mây. Như vậy, những ngày có thể mưa là những ngày nào? Ngày mưa thì có những giọt mưa rơi xuống. Đó là những ngày mưa này. Những ngày có thể mưa là những ngày có thể mưa là ngày 1, ngày 2, ngày 3, 1, 2, 3, ngày 4, ngày 9, ngày 17, ngày 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4 này, 9 này, 17 này, 27, 28, 29 này. Đây là những ngày có thể mưa. Hàng năm, Hồng muốn chọn một tuần có nhiều ngày để có nhiều, một tuần có nhiều ngày có thể nắng để đi du lịch biển. Hỏi Hồng nên chọn từ ngày nào đến ngày nào? Như vậy, chúng ta chọn một tuần mà có nhiều ngày nắng
Như vậy thì các em sẽ nên chọn từ ngày nào đến ngày nào để chúng ta đi du lịch nhỉ? À, các em nhìn vào đây, trong cái tờ lịch này thì chúng ta có các ngày từ ngày 18 cho đến ngày 24 tuần này thì trong tuần này này thì tất cả các ngày đều là ngày nắng. Như vậy, Hồng nên chọn các ngày từ ngày 18 đến ngày 24. Vậy chúng ta sẽ trả lời là Hồng nên chọn. Hồng nên chọn từ ngày 18 đến ngày 24. Vì trong cái tuần từ ngày 18 đến ngày 24 này thì tất cả các ngày đều là ngày nắng. Tiếp theo, bài số 4, lấy một tờ lịch tháng rồi đánh dấu và ghi chú những ngày có sự kiện đặc biệt trong tờ lịch của em. Như vậy phần này thì các bạn tự thực hành nhé. Các em sẽ lấy ra một tờ lịch và các em sẽ đánh dấu những cái sự kiện. Ví dụ như ngày sinh nhật của em hay là ngày sinh nhật của một bạn nào đấy mà em đặc biệt quan tâm chẳng hạn, đúng không? Đấy, hoặc là sinh nhật của một người thân trong gia đình thì chúng ta đánh dấu vào trong tờ lịch. Đến đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 69 trong quyển vừa bài tập toán 2 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.